Ronaldo ghi bàn giúp MU ngược dòng hạ Everton. Tiền đạo 37 tuổi ghi bàn quyết định giúp MU thắng Everton 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 10 Premier League rạng sáng ngày 10 tháng 10 giờ Hà Nội. Trong lần đầu tiên đá chính tại Premier League, Casemiro dường như bị ngợp. Ngay phút thứ 5, tiền vệ người Brazil để mất bóng ở sân nhà giúp Everton có bàn mở tỷ số. Alex Iwobi tung cú sút kỹ thuật từ ngoài vùng cấm, không cho David De Gea cơ hội cản phá. Sai sót ở đầu trận không làm ảnh hưởng đến tinh thần của Casemiro. Trái lại, anh chơi ngày càng hay. Cựu sao Real Madrid giúp MU giành lại quyền kiểm soát thế trận bằng khả năng tranh chấp tốt. Có lúc, quỷ đỏ cầm bóng đến 95%. Ngoài ra, số 18 còn trở thành mối nguy cho hàng thủ Everton mỗi khi dâng cao hỗ trợ tấn công. Quỷ đỏ tích cực pressing ở giữa sân và sớm thu về thành quả là bàn gỡ hòa. Phút 15, pha cắt bóng thành công của Bruno Fernandes mở ra đợt phản công. Mateo chọc khe để Antony thoát xuống, đặt lòng chân trái hạ gục Jordan Pickford. Không lâu sau pha kiến tạo, Mateo lại tái phát chấn thương. Cơ hội đến với Cristiano Ronaldo và siêu sao 37 tuổi đã tận dụng thành công để giải cơn khát bàn thắng tại Premier League. Phút 44, CR7 chạy chỗ và dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái, nâng tỷ số lên 2-1. Người kiến tạo cho Ronaldo là Casemiro với một đường chọc khe chuẩn xác bên cánh trái. Sang đến hiệp 2, MU lại không thể duy trì thế trận chủ động. Đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag bị đẩy lùi về phần sân nhà và phải gồng mình chống đỡ những quả tạt từ hai biên của Everton. Đoàn quân áo đỏ có một vài pha phản công chất lượng dựa trên tốc độ của Rashford. Phút 81, tiền đạo người Anh thoát xuống sau pha làm tường của Ronaldo trước khi ghi bàn. Tuy nhiên, niềm vui của cổ động viên đội khách bị dập tắt khi VAR phát hiện lỗi để bóng chạm tay của Rashford. Trong ngày Rafael Varane ngồi dự bị, Victor Lindelof chơi ăn ý bên cạnh Lisandro Martinez để hóa giải những pha lên bóng của chủ nhà. Bên cạnh đó, De Gea cũng chứng tỏ giá trị bằng những pha ra vào hợp lý. Phút 90+1, thủ môn người Tây Ban Nha còn khiến cổ động viên trầm trồ khi bay người để cản cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vùng cấm của Jim Gardner. Everton chơi áp đảo ở hiệp 2, nhưng nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Lampard là không đủ để giúp họ giành lại điểm số. MU thắng chật vật 2-1 để trở lại vị trí thứ 5, họ còn kém ngôi đầu của Arsenal 9 điểm, nhưng chơi ít hơn một trận.